Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một sự thú vị nhất, bất ngờ nhất từ xưa đến giờ. Đây, mình phát hiện cái này. Cây vỏ lột này rất là dài nha. Và các bạn nhìn đây. Và bên trên đây, thêm một anh nữa. Như thế này. Là sao đây cả nhà? Cái này khi sáng mình xuống là chưa có nha cả nhà. Khi sáng xuống là chưa có cái vỏ này. Là tại sao bây giờ lại có cái vỏ này? Đây. Đây là cái vỏ trước. Là mình đã phát hiện bữa trước. Bây giờ lại thêm một cái vỏ mới rợ như thế này luôn, còn mới tinh luôn nè. Khi sáng mình xuống chưa có, bây giờ tự nhiên lên là thấy luôn nè. Đây. Rất là dài và to. Vậy thì anh em bình luận là nó lột lên hay lột xuống, rắn lột lên để đi hay là nó đi kiếm hang để nằm lại. Cả nhà, mình bất ngờ luôn. Lên sao, ủa sao là có thêm một cái vỏ này nữa. Đây cả nhà nha, cái vỏ đây là vỏ trước nha. Đó, bữa trước mình có làm clip. Bây giờ là đây thêm một cái vỏ bên cạnh đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Vụ này là nó đi lên hay đi xuống? Cả nhà cho mình một cái đấy. Đây, đứng cho thấy. Đó là cái vỏ trước. Đây, cái vỏ mới này nè. To đùng luôn. Mình nghĩ là một con rồi ta. Một con không thể thay hai lần da được. Rắn là nó sẽ chu kỳ mấy năm mới lột da một lần nha. Cái đây hai con, không phải một con. Con kia lột trước và con này lột sau, không phải một con nha. Đây, cái đầu của nó đây. Lột mới tinh tinh, mới rồi rồi luôn nè. Nè, các bạn nhìn nè. Rất là khủng nha cả nhà nha. Hàng khủng. Trời ơi. Wow, mình đã thấy cái bữa đó là cái vỏ này. Giờ lên thấy cái vỏ này nữa, giật mình luôn. Đâu ra thế này? Nó lột từ đầu xuống đuôi hả cả nhà? Hay lột từ đuôi lên? Cả nhà cho mình bình luận nha. Và cho biết là nó lột từ đuôi lên đầu hay từ đầu xuống đuôi nha. Mình nghĩ là nó lột từ đầu xuống đuôi. Nhưng mà các bạn cho mình bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Có những nhớ, các bạn nhớ đừng quên nhấn like, đăng ký kênh khi chưa đăng ký. Nhớ phải nhấn chuông subscribe kênh để có những video thật hay, thật thú vị của Hiếu Niên Trung nha. Hiếu Trung thấy rất là thú vị, bất ngờ cho nên mới chia sẻ cho cả nhà đây. Đây là một cái phát hiện trước. Và đây là mới rợi, mình mới vừa lên thấy luôn, khiếp hồn luôn. Sao chuyện gì xảy ra đây? Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé.